lại cái Padlet của mình ha. Tuần trước chúng ta đã thực hiện cái Padlet, đó là tìm hiểu bi kịch văn sĩ Hộ ở trong đời thừa ha. Và thực chất ra mình nói cho đầy đủ và chính xác phải là tấn bi kịch tinh thần của văn sĩ Hộ trong đời thừa. Vậy thì trước khi mà chúng ta vào cụ thể từng phần trình bày của các bạn trong từng cái mảng nội dung, thì ở đây thầy đã cho các em một infographic để mình định hướng về tấn bi kịch này. Đúng không? Mình cùng xem qua infographic một lượt ha. Các em sẽ thấy là gì? Thứ nhất, thầy để cái hình trung tâm trong infographic này là một cái hình vô cực, để mình nhận ra rằng là bi kịch chính là như vậy đó các em. Bi kịch đời thừa của văn sĩ Hộ chính là như vậy. Thứ nhất, nó là những vòng lặp không hồi kết, đúng không? Không hồi kết, không có lối ra. Mình có hai tấn bi kịch lớn. Thứ nhất là bi kịch vỡ mộng, và thứ hai là bi kịch phản bội triết lý tình thương. Thì từng cái bi kịch một, nó từng cái bi kịch nó đã là một cái vòng xoắn không có hồi kết, không có lối thoát. À, nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại từng ngày từng giờ, bào mòn con người, bào mòn con người, bào mòn các giá trị làm người, bào mòn ý thức về nhân phẩm và ý thức sống đàng hoàng, vươn lên trong một cuộc sống tốt đẹp như một con người. Và chính vì như thế cho nên là nó không có lối thoát. Nhưng nếu như mình nhìn kỹ hơn, mình còn thấy một điều nữa, đó là gì? Đó là hai bi kịch đấy nó còn xoắn vào nhau nữa. Bi kịch này dẫn tới bi kịch kia, và nó cứ thế, nó xoắn vào nhau, nó tô đậm, nó khắc sâu, nó cứa vào vết thương tinh thần của nhân vật. Cho nên á, là nói tới bi kịch là nói tới một cái điều không thể giải quyết được. Nó như là cái mạng nhện vậy đó, và nhân vật mắc kẹt ở trong đó, không có lối thoát. Đó, nó là cái tinh thần chung của cái hai cái tấm bi kịch này, đúng không? Vậy thì bên trái mình sẽ thấy là thầy để làm hai mảng ha. Cái vòng tròn thứ nhất đó là tấn bi kịch vỡ mộng, thì hiện chỗ nào? Một mặt anh đam mê văn chương, có ước vọng lớn lao về nghề văn, nhưng mặt khác thì anh bị áo cơm ghì sát đất, phải cho ra những sản phẩm tồi. Tấn bi kịch thứ hai là tấn bi kịch phản bội triết lý tình thương. Một mặt thì anh coi tình thương là mục đích sống tối thượng, là cái thước đo phẩm giá con người, nhưng mặt khác anh đã uất ức uống rượu say, chửi mắng đánh đuổi vợ con, thấy không? Luôn có hai mặt đối lập giằng xé với nhau, không thể giải quyết được, làm nên cái bi kịch tinh thần trong mỗi nhân vật. Và vì vậy ở đây thầy có để hình ảnh, một cái hình ảnh con người tượng trưng cho nhân vật Hộ ha. Đó, và thầy để hai cái phần nhân vật bị như bị xé làm đôi, như bị cắt xẻ làm đôi trong cái sự giằng co tinh thần đó. Thế thì với infographic này, trước khi mà chúng ta vào trao đổi ở từng cái nội dung cụ thể, thì thầy muốn chốt hai khái niệm quan trọng mà chúng ta cần quan tâm. Thứ nhất, bi kịch ở trong truyện ngắn này mình hiểu là gì? Mình sẽ hiểu rằng bi kịch đó là một cái tình thế bế tắc, mà cái hoàn cảnh thực tế ngăn trở ở nhân vật chính thực hiện được những cái hoài bão, những phẩm chất cao đẹp của mình. Và nhân vật chính chống lại hoàn cảnh đó trong vô vọng và rồi mắc sai lầm. Và kết thúc của bi kịch á, thường sẽ là cái chết của nhân vật chính, hoặc là những giá trị quan trọng bị hủy diệt. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, bi kịch tinh thần là gì? Bi kịch tinh thần xảy ra khi mà nhân vật chính nhận thức sâu sắc hoàn cảnh của mình, nhưng không có cách nào để thay đổi hoàn cảnh đó. Bởi vì vậy, càng nhận thức sâu sắc cái tình cảnh bi đát của mình thì càng đớn đau, càng dằn vặt, càng giằng xé. Nó giống như là một cái người mà bị trói lại vậy đó. Bị trói lại, và để cho những cái lưỡi dao của cuộc đời cứa vào trong tâm can mình. Đủ tỉnh táo để nhận thức nỗi đau đó, đủ tỉnh táo để nhận thức từng vết cắt của cuộc đời, từng vết cắt của số phận, nhưng không có khả năng để cởi trói cho chính mình. Và cái tình thế đó mình có thể hình dung được nó đau đớn đến như thế nào. Đó, như vậy thì với cái infographic này chúng ta sẽ hiểu được tinh thần của tác phẩm ha. Thứ nhất, những vòng lặp, những vòng xoáy không lối thoát. Thứ hai, khái niệm một cái tình thế bi kịch ở trong truyện ngắn. Và thứ ba, bi kịch tinh thần, nhấn mạnh khía cạnh tinh thần, nhận thức sâu sắc tình cảnh bi đát của mình nhưng bất lực, không có cách nào giải quyết, và vì vậy nó càng đau đớn hơn nữa. Đó, chú ý một số điểm như vậy ha, trước hết là infographic này đã. Rồi, thế thì với cái nội dung như vậy á, thì thầy đã chia nhóm đúng không, để chúng ta thực hiện.
Nhóm 1 là tìm hiểu chung này, nhóm 2, nhóm 3 là cùng tìm hiểu bi kịch vỡ mộng này, và nhóm 4, nhóm 5 chúng ta tìm hiểu về bi kịch phản bội triết lý tình thương, hai bi kịch của văn sĩ Hộ. Và với mỗi nhóm thì thầy đã đặt ra những cái câu hỏi định hướng. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem sản phẩm thực hiện Padlet của các nhóm, và với những cái vấn đề mà cần bổ sung thêm thì thầy sẽ bổ sung ha, ở trong cái nội dung bài giảng này. Trước hết là nhóm 1. Nhóm 1 cái phần hướng dẫn thực hiện có hai câu hỏi chúng ta cần phải trả lời. Câu hỏi thứ nhất là tìm hiểu đề tài người trí thức nghèo và chủ đề sự tha hóa trong những cái kiếp sống mòn ha, ở trong các tác phẩm của Nam Cao. Và thứ hai đó là yêu cầu giới thiệu về truyện ngắn Đời Thừa và tính chất luận đề của truyện ngắn này. Rồi, bây giờ mình xem câu hỏi thứ nhất. Đề tài người trí thức nghèo và chủ đề sự tha hóa trong những kiếp sống mòn. Được ha, các bạn đã tìm được một cái bìa sách rất là đẹp đúng không? Chuyện Nam Cao, chuyện ngắn Đời Thừa, danh tác Việt Nam, với một cái bức tranh minh họa đủ các cái nhân vật trong chuyện Đời Thừa đó. Cái hình này rất là dễ thương, nhưng mà nó cũng đủ để chúng ta thấy được những cái tấn bi kịch đầy đau đớn. Sao cách vẽ này màu sắc tươi sáng quá ha. Rồi bây giờ mình xem các bạn viết. Một, đề tài người trí thức nghèo và chủ đề sự tha hóa trong những kiếp sống mòn. Đề tài trí thức nghèo. Các nhân vật trong đề tài này thường là những nhà văn, những ông giáo khổ trường tư, những trí thức có ý thức sâu sắc về giá trị sống và nhân phẩm, có hoài bão, có tâm huyết và tài năng, muốn xây dựng một sự nghiệp tinh thần cao quý, nhưng lại bị cơn dâu bể của cuộc đời giữa một xã hội chó đều. Từ chó đều là từ dùng của Vũ Trọng Phụng, làm cho chết mòn. Phải sống như một kẻ vô ích, một người thừa. Nhà văn phản ánh chân thực sinh động tình trạng mòn mỏi về tinh thần, bị hủy hoại dần những phẩm chất tốt đẹp của người trí thức nghèo. Và bạn trích ra một cái nhận định của tác giả Hà Minh Đức. Viết về trí thức tiểu tư sản nghèo, Nam Cao đã mạnh dạn phân tích và mổ xẻ tất cả, không né tránh như Thạch Lam, không cực đoan phiến diện như Vũ Trọng Phụng, cũng không không gì thi vị hóa như Nhất Linh Khái Hưng. Ngòi bút của Nam Cao luôn tỉnh táo đúng mực, ha, đánh máy sai. Rồi, như vậy thì nhận xét, thông qua việc khai thác hình tượng nhân vật ấy, Nam Cao đã khái quát tính triết học sâu sắc. Ngòi bút tác giả len lỏi sâu hơn về quy luật đời sống như vật chất, ý thức, hoàn cảnh và con người, môi trường và tính cách. Nam Cao luôn trăn trở về vấn đề nhân phẩm, về thái độ khinh trọng đối với con người, luôn day dứt đến mức đau đớn trước tình trạng xã hội vô nhân đạo, phi nhân tính đã đọa đầy con người trong đói khổ, vùi dập ước mơ, làm chết mòn đời sống tinh thần và lẽ sống cao đẹp của họ. Rồi bạn triển khai ý số 2, chủ đề về sự tha hóa. Thì ở đây chúng ta, thầy chỉ đọc cái phần đầu thôi nha, cái phần khái quát chung, các phần sau các bạn sẽ tự xem. Khái niệm về sự tha hóa. Tha hóa là tình trạng những sản phẩm, những cái gì do con người làm ra trở nên thù địch, quay lại chống trả nhân vật. Nhóm mày đánh máy sai, chính tả sai nhiều quá nha. Nam Cao không đưa ra ý niệm tha hóa cụ thể như Hegel, mà ông cụ thể hóa nó bằng những hiện thực sinh động trong sáng tác của mình. Đó là trạng thái con người bị mất gốc, bị cắt đứt những giá trị người, tách rời với những chuẩn mực đạo đức xã hội, xa rời cộng đồng, họ biến đổi theo chiều hướng ngày càng xấu đi thành những cái khác đối nghịch lại những cái ban đầu, những giá trị người. Với cách hiểu như vậy, trong sáng tác của Nam Cao trước cách mạng tháng 8 có khoảng 30 trong 136 nhân vật thuộc kiểu người đang đánh mất dần nhân tính, liều mạng, hung dữ bất cần đời như Chí Phèo, Binh Chức Năm Thọ, tham ăn khát uống giành giật tồi tệ như Anh Cu Lộ trong Tư Cách Mõ, Người Cha trong Trẻ Con Không Được Ăn Thịt Chó. Những tác phẩm này rất hay ha, mình nên đọc thêm để mở rộng kiến thức. Rồi, nguyên nhân của sự tha hóa đối với người trí thức nghèo đó là gì? Chủ yếu là hoàn cảnh áo cơm ghì sát đất khiến những tri thức có hoài bão, những trí thức có hoài bão, có tâm huyết không thể thực hiện lý tưởng của mình, đẩy họ vào bi kịch vỡ mộng, đó là tiền đề cho bi kịch tha hóa, rơi vào trạng thái sống mòn hoặc chết mòn về tinh thần, như là các tác phẩm Đời Thừa này, Răng Sáng này, Sống Mòn. Đó, mình nên đọc nha. Rồi, ok, phần này viết rất là tốt, chốt những ý cơ bản. Cảm ơn các bạn. Rồi, câu hỏi số 2, thầy yêu cầu mình giới thiệu về truyện ngắn Đời Thừa đúng không? Và tính chất luận đề của truyện ngắn này. Bây giờ mình xem các bạn viết ha. Tính chất luận đề trong truyện ngắn Đời Thừa. Những quan niệm sống và viết trong suốt sự nghiệp của Nam Cao được phát biểu tương đối hệ thống, thể hiện được chiều sâu và tầm vóc bất ngờ trong Đời Thừa. Quan niệm nghệ thuật. Nam Cao quan niệm một tác phẩm giá trị phải là một tác phẩm vượt lên trên tất cả bờ cõi và giới hạn, phải là một tác phẩm chung cho cả loài người.
Nó phải chứa đựng một cái gì lớn lao mạnh mẽ, vừa đau đớn lại vừa phấn khởi. Nó ca tụng lòng thương, tình bác ái, sự công bình. Nó làm cho người gần người hơn. Và các bạn kết luận cái ý nghĩa của quan niệm này đó là tác phẩm văn học phải đi khám phá được những chiều sâu của cuộc sống, đề cao những giá trị nhân văn, khiến tâm hồn con người sạch sẽ, phong phú hơn. Ý thứ hai, ông đề cao sự sáng tạo trong văn chương. Văn chương không cần đến những người thợ khéo tay làm theo một kiểu mẫu đưa cho. Văn chương chỉ dung nạp những người biết đào sâu, biết tìm tòi, khơi những nguồn chưa ai khơi, sáng tạo những gì chưa có. Đó là sự sáng tạo. Thứ ba, nâng cao đòi hỏi phải có một thái độ nghiêm túc, cẩn thận với nghề nghiệp vì ông coi nghề văn như một thiên chức thiêng liêng, một lẽ sống cao cả của mình. Với gạch đầu dòng thứ ba này thì nghĩ rằng là các bạn nên tìm thêm dẫn chứng ở trong tác phẩm đời thừa để làm bật lên cái ý thứ ba này. B, quan niệm về cuộc sống. Đối với năm cao, biểu hiện tốt đẹp nhất của nhân tính chính là tình thương. Tình thương là ranh giới phân định giữa con người và con vật. Chính vì vậy, kẻ mạnh trong xã hội theo năm cao không phải là kẻ dẫm đạp lên vai người khác để thỏa mãn lòng ích kỷ. Kẻ mạnh chính là người biết giúp đỡ kẻ khác trên đôi vai mình. Rồi các em, như vậy thì ở cái ý này các bạn cũng nêu được rất là tốt rồi ha. Ở đây thì chỉ bổ sung một cái khái niệm thôi, đó là tính chất luận đề cho một cái tác phẩm nào đó, có thể là tác phẩm truyện ngắn, có thể là tác phẩm tiểu thuyết. Tính chất luận đề có nghĩa là gì? Có nghĩa là ở trong một cái tác phẩm đó thì tác giả sẽ trình bày những cái quan niệm có tính triết học của mình về cuộc đời và về sự nghiệp văn học, về nghề văn. Với những cái tác phẩm mà nó thể hiện rất rõ cái quan niệm triết học, cái quan niệm của cái người nghệ sĩ về cuộc đời, về nghề văn thì nó là những tác phẩm có tính chất luận đề. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là cứ tác phẩm luận đề là một cái tác phẩm có tính chất như là một cái loa phóng thanh tư tưởng, tác phẩm sáng tạo ra để minh họa cho một tư tưởng nào đó. Không phải. Mà những tác phẩm luận đề mà xuất sắc á, nó vẫn rất là sinh động, nó vẫn rất là hấp dẫn. Nhưng cái tư tưởng, cái tính chất luận đề nó được thể hiện từ những cái thông điệp rút ra, từ những cái trăn trở của nhà văn. Những cái luận đề đó nó có thể được nhà văn bộc lộ trực tiếp dưới dạng chữ tình ngoại đề hay dưới dạng lời của người kể chuyện, hoặc là nó sẽ được bộc lộ thông qua cái lời ngôn ngữ thoại của nhân vật, hoặc nó sẽ bộc lộ một cách gián tiếp thông qua những cái tình thế, những cái sự việc, những cái chi tiết ở trong câu chuyện. Thế nhưng nhìn chung thì những tác phẩm nào mà từ trong đó nó thể hiện rất là rõ cái quan niệm triết học, quan niệm ở cái tính chất là căn cốt đó, cơ bản của cái tác giả đó về cuộc đời và về nghệ thuật thì người ta gọi đó là tác phẩm có tính chất luận đề. Vậy thì với nhà văn năm cao thì truyện ngắn đời thừa là một truyện ngắn có tính chất luận đề, và với hai cái chủ đề lớn là quan niệm về nghệ thuật và quan niệm về cuộc sống, mà được thể hiện một cách rất là hệ thống thông qua thứ nhất là chính trong cái tấn bi kịch của nhân vật hộ để thấy được những cái luận đề đó, và cái thứ hai là thông qua cái lời người kể chuyện với những cái câu văn, những cái phát biểu trực tiếp có tính chất triết lý. Được ha, khái niệm này quan trọng và chúng ta sẽ gặp nhiều, chúng ta sẽ còn gặp nhiều. Ví dụ như là lớp 12 mình gặp Chiếc thuyền ngoài xa thì nó cũng là một tác phẩm có tính chất luận đề của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Hay rồi mấy đứa tìm hiểu Nguyễn Khải, với những tác phẩm như là Thượng Đế Thì Cười chẳng hạn thì đó cũng là một tác phẩm có tính chất luận đề. Được ha, mình chú ý khái niệm này. Cuối cùng là các bạn giới thiệu chúng ta truyện ngắn đời thừa mình xem ha. Giới thiệu truyện ngắn đời thừa. Truyện ngắn đời thừa là một trong những sáng tác tiêu biểu đã bộc lộ tâm trạng và tư tưởng sáng tạo của năm cao, được sáng tác năm 1943. Tác phẩm viết về đề tài người trí thức nghèo, trí thức không phải trí thức nha mấy đứa, người trí thức nghèo. Mà cụ thể ở đây là về cuộc sống của một trí thức nghèo, một nhà văn. Câu chuyện xoay quanh cuộc sống của hai vợ chồng Hộ và Từ. Hộ là nhà văn với ước mơ và hoài bão lớn, anh yêu, vợ con, sống thực thà và rất có trách nhiệm với gia đình. Còn Từ là vợ anh, một người biết chịu đựng, hiểu chồng thương con. Thế nhưng hoàn cảnh của hai vợ chồng lại chính là bi kịch nặng nề và không có lối thoát. Nói cách khác, đây là bi kịch của một trí thức nghèo khi mà đã phải chịu cuộc đời khổ sở cả về vật chất lẫn tinh thần. Rồi, lưu ý cách dùng từ nha. Mình nói về cái người tiểu tư sản, cái người mà làm cái nghề về trí thức á, phải gọi họ là trí thức. Còn trí thức là cái khái niệm trừu tượng chỉ những cái hiểu biết chúng ta đúc kết được. Dùng từ cho chính xác nha. Rồi, cảm ơn các bạn. Như vậy nhóm 1 đã làm khá tốt cái nhiệm vụ của mình ha. Và thầy chỉ bổ sung thêm cho các bạn nhóm 1 một điều thôi. Đó là khái niệm tính chất luận đề. Còn lại các bạn làm khá ổn ha. Và trên cái cơ sở
thảo luận nhóm và thực hành của nhóm 1 thì chúng ta cũng đã có được những cái kiến thức nền rất quan trọng để từ đó giải mã bi kịch đời thường. Rồi bây giờ sẽ cho mình thời gian là 10 phút ha để chúng ta đọc hai cái thẻ Padlet của nhóm 2 và nhóm 3, rồi sau đó chúng ta sẽ cùng trao đổi về bi kịch vỡ mộng. Rồi 20 đứa, bây giờ chúng ta cùng vào tìm hiểu cái tấn bi kịch vỡ mộng ha, của nhân vật hộ. Nó sẽ thể hiện qua cái phần làm việc nhóm của nhóm 2 và nhóm 3. Và ở đây á, khi mà thầy thiết kế cái Padlet như thế này, thầy muốn lưu ý mấy đứa một điều, đó là bi kịch là cái gì? Bi kịch là một cái tình thế xung đột giữa các giá trị ha. Thường nó sẽ là xung đột giữa cái hoàn cảnh và ước mơ khát vọng của con người. Và những cái xung đột đó nó như là những cái đối cực á, nó giằng xé rất là đau đớn trong tâm hồn nhân vật. Và kết thúc của cái xung đột đó là không thể hóa giải, không thể hòa giải, không thể hóa giải, không thể giải quyết. Và chính bởi vì như thế cho nên là nó làm nên những cái mất mát, những cái hủy diệt các giá trị quan trọng. Nó có thể tạo ra cái chết cả nghĩa đen lẫn cái chết về tinh thần của nhân vật. Nó tạo ra những kiếp đời thừa, nó tạo ra những kiếp sống mòn. Đó. Thế thì cái bi kịch đầu tiên là bi kịch vỡ mộng. Nó chính là sự xung đột giữa cái khát vọng, cái đam mê văn chương cao đẹp của nhân vật hộ và cái hoàn cảnh áo cơm ghì sát đất, để rồi nó va đập vào nhau và kết thúc của xung đột đó chính là việc hộ đã vỡ mộng, hộ đã tự mình đạp đổ đi, phản bội đi cái giấc mộng văn chương của mình. Thế thì ở đây chúng ta thấy phần làm việc của các nhóm sẽ xoay quanh cái ý tưởng này, đúng không? Nhóm 2, các em sẽ phải thực hiện một cái nhiệm vụ, đó là phân tích khát vọng văn chương của nhân vật hộ và nhận xét về khát vọng văn chương đó. Nhóm 3, chúng ta đi soi chiếu mảnh ghép còn lại để trả lời 3 câu hỏi. Phân tích bi kịch vỡ mộng của hộ ở phương diện thứ nhất, đó là nguyên nhân nào mà hộ phải từ bỏ lý tưởng, hoài bão văn chương. Thứ hai là những cái nỗi đau đớn bế tắc về tinh thần khi mà hộ phải từ bỏ hoài bão văn chương. Và thứ ba là ý nghĩa tấn bi kịch vỡ mộng của hộ. Được ha? Vậy thì trên cái mạch ý tưởng này chúng ta cùng xem các bạn trình bày ha. Đầu tiên mình xem nhóm 2 trước. Phân tích khát vọng văn chương của nhân vật hộ và nhận xét về khát vọng văn chương ấy. Rồi, thầy cũng đã thấy là các bạn đã tô đậm những cái từ ngữ quan trọng ha, để mọi người dễ dàng theo dõi rất là tốt. Rồi mình xem các bạn viết. Tuy sống giữa những cuộc mưa Âu gió Mỹ, giữa những cơn bãi bể hóa nương dâu của thời cuộc, nhưng văn sĩ Hộ trong truyện ngắn đời thừa của Nam Cao vẫn giữ được phẩm giá cao quý của mình. Nhân vật này có khát khao được sống, được viết, sáng tác văn chương một cách đường hoàng và tử tế. Thế nhưng cái khát vọng ấy có vẻ xa vời trong buổi xã hội rối ren như trong thời đại của Nam Cao. Văn chương như là cái khát vọng lớn nhất của Hộ. Họ muốn trở thành một nhà văn chân chính, một người biết mở hồn đón lấy những vang vọng của đời. Suốt một thời trai trẻ, chàng văn sĩ Hộ ôm ấp một giấc mộng đẹp rằng cả đời này sẽ chỉ viết một quyển thôi, nhưng cuốn đó phải ăn giải Nobel về văn học. Và nó sẽ được dịch ra đủ mọi thứ tiếng trên hoàn cầu, sẽ làm mờ hết các tác phẩm khác cùng ra một thời. Bạn đã tô đậm cho mình các dẫn chứng quan trọng ha. Giải Nobel là giải thưởng dành cho những nhà văn nhằm tôn vinh những đóng góp bằng ngòi bút của họ. Đây là một thành tựu mà mọi nhà văn chân chính luôn tìm kiếm. Văn sĩ Hộ muốn đạt giải Nobel bởi lẽ anh muốn viết được một tác phẩm chung cho nhân loại có sức ảnh hưởng và lan tỏa trên toàn cầu. Tác phẩm ấy sẽ nói được những vấn đề cấp thiết của con người, làm cho người gần người hơn. Đó là một ước mơ chính đáng. Sâu xa hơn nữa, khi Hộ nhận giải thưởng danh giá là khi văn học nhà nước được công nhận với bạn bè quốc tế. Rồi, ok, ý này cũng được ha. Ở lớp thanh niên 1930 ngày đó, họ đã có những ý thức cá nhân rất mãnh liệt. Họ muốn vẫy vùng thoát ra khỏi cái ao đời bằng phẳng. Họ khát khao là một cái gì để nâng cao giá trị sự sống. Họ cũng không phải ngoại lệ. Và đó là lý do vì sao khát vọng văn chương ở trong họ ngày càng được nuôi dưỡng để trở thành một niềm đam mê cháy bỏng. Trích dẫn, đói rét không có nghĩa lý gì đối với gã trẻ tuổi say mê lý tưởng. Bởi hoài bão về văn chương của họ rất lớn. Hắn chỉ một lòng hướng đến nghệ thuật, ngày đêm nhận xét và suy tưởng không biết chán. Những thứ tủn mùn vật chất hắn chỉ mặc kệ, khinh bỉ. Một người giàu đam mê nghị lực và rất tự tin như vậy thì hẳn không phải là kẻ tầm thường bốc đồng viển vông. Viển vông là dấu hỏi nha mọi người ơi, lại sai chính tả rồi. Quan niệm của văn sĩ Hộ về nghề văn thực sự sâu sắc và tiến bộ. Trích dẫn.
Sự cầu thả trong bất kỳ nghề gì cũng đã bất lương rồi, nhưng sự cầu thả trong văn chương thì thật đê tiện. Người nghệ sĩ không thể cầu thả với đứa con tinh thần của mình, nếu không nó sẽ chết ngay lúc nó vừa sinh ra trong cuộc đời. Ý này hay ha. Và hẳn nhiên, một nhà văn chân chính không ai có thể trơ mắt nhìn tâm huyết của mình như khói bay tro tàn. Nếu điền trong răng sáng rằng xé mình giữa ước muốn phản bội lại vợ con để đi theo thứ nghệ thuật thoát ly như một ánh trăng lừa dối, để rồi nhận ra nghệ thuật chỉ có thể là những tiếng đau khổ kia thoát ra từ những kiếp lầm than, thì mới hộ văn chương phải đánh bật mọi giới hạn và bờ cõi, làm cho người gần người chứa đựng một cái gì lớn lao. Đây là cái phần phân tích về cái khát vọng hoài bão ha. Khá ổn luôn mấy đứa, các bạn viết rất là rõ ý, và nhất là các bạn đã tô đậm được những dẫn chứng quan trọng mà chúng ta cần quan tâm khi chúng ta tìm hiểu khía cạnh này. Và đây là cái phần nhận xét của các bạn. Ở đây các bạn đã đi tới một cái nhận xét chung, đó là cái quan niệm văn chương của Hổ rất là tiến bộ ha. Những người trí thức thời thuộc địa phong kiến, họ chọn văn chương trở thành con đường duy nhất phù hợp với sở nguyện, tâm lý và điều kiện. Vì lẽ đó, họ hăm hở bước đi trên con đường của mình, đào sâu những nguồn chưa ai khơi, sáng tạo những gì chưa có. Ước vọng đạt giải Nobel, đưa tác phẩm của Việt Nam trở thành tác phẩm của nhân loại không phải là ước vọng viển vông, là lời vô nghĩa trong cơn say chánh choáng. Thực chất, nó thể hiện sự thức tỉnh, cái tôi và ý thức cá nhân, mong muốn được giúp nước xây đời. Quan niệm văn chương tiến bộ còn biểu hiện một cái tôi tích cực lạc quan, yêu cầu khẳng định cái tôi cá nhân kèm với sự phát triển đi lên của xã hội. Nghệ thuật không thể che giấu cái xấu của đời, phủ lên hiện thực một cái màn sương mờ ảo. Nghệ thuật nhìn thẳng vào cái không hoàn hảo của đời, những vấn đề của con người để nêu bật lý tưởng nhân đạo tiến bộ. Rồi ok, cái phần trình bày của các bạn, cái phần tìm hiểu này khá là sâu ha. Bây giờ thầy sẽ chốt lại chỗ này. Như vậy á, thì với cái nội dung mà các bạn đã trình bày á, thì rất là đầy đủ rồi. Nhưng bây giờ thầy sẽ hệ thống sắp xếp nó lại để chốt ha, trong một cái ý như sau. Về cái mảnh đầu tiên trong bi kịch vỡ mộng, tức là cái đam mê khát vọng về nghề văn của Hộ á, thì chúng ta sẽ thấy rằng là gì? Tình yêu văn và hoài bão lớn về văn chương và cái khát khao có một cái tên tuổi sáng chói ở Hộ là một cái hiện tượng phổ biến và có ý nghĩa điển hình. Chú ý từ khóa có ý nghĩa điển hình ha, tại vì nó là một cái từ khóa cực kỳ quan trọng đối với chủ nghĩa hiện thực. Vì sao nó lại điển hình? Thứ nhất á, nó đánh dấu cái sự thức tỉnh mạnh mẽ về ý thức cá nhân. Thầy giải thích chỗ này. Người thanh niên trí thức thế hệ 1930 của thế kỷ trước á, họ có một cái sự thức tỉnh mạnh mẽ của ý thức cá nhân, và cái ý thức cá nhân ấy nó gắn với nhu cầu tự khẳng định. Cho nên là họ không bao giờ bằng lòng với một cái cuộc sống buồn tẻ mờ nhạt, hay là một cái cuộc sống vô danh vô nghĩa nơi những cái ao đời bằng phẳng, mà bản thân họ từ trong sâu xa họ khát khao là một cái gì để nâng cao giá trị sự sống. Thế thì lúc bấy giờ họ không có nhiều sự lựa chọn đâu em. Họ không có nhiều sự lựa chọn, đúng không? Vấn đề này chúng ta đã cùng trao đổi ở trong bài khái quát văn học Việt Nam rồi. Ở trong hoàn cảnh thuộc địa đầy bạo tàn thì văn chương đã trở thành con đường gần như là duy nhất phù hợp với sở nguyện, tâm lý và điều kiện của họ. Chính vì vậy họ đã hăm hở tìm đến văn chương như là một cái lẽ sống của mình. Và ở đây các bạn cũng đã nói được cái vấn đề, đó là ở những cái quan niệm văn chương của Hộ là cực kỳ sâu sắc và tiến bộ. Và thầy nhấn mạnh thêm một điều nữa thôi, các bạn đã nói rồi, thầy nhắc lại và thầy nhấn mạnh, đó là những cái quan niệm văn chương của Hộ nó biểu hiện một cái tôi tích cực, yêu cầu khẳng định cái việc phát triển cá nhân luôn gắn với kiến tạo những cái giá trị cho xã hội. Sự phát triển và khẳng định cá nhân luôn gắn với trách nhiệm xã hội ha, và nó hướng theo cái lý tưởng nhân đạo rất là tiến bộ. Đó là điều thứ nhất chúng ta có thể trình bày. Và như vậy thì mình sẽ thấy rằng là gì? Một cái người có khát vọng văn chương chính đáng và cao đẹp như vậy, lẽ thường một cách lý tưởng, có lẽ họ sẽ được những cái thành tựu xứng đáng, đúng không? Có lẽ đó là những cái viễn ảnh phải là, có thể là, nhưng thực tế thì không như vậy. Thực tế đầy phũ phàng, đúng không? Đã bóp chết giấc mộng văn chương của Hộ. Đó, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần trình bày của nhóm 3 ha. Với nhóm 3 thì các em phải nêu được ba cái vấn đề. Câu hỏi thứ nhất là nguyên nhân Hộ phải từ bỏ lý tưởng hoài bão văn chương. Câu hỏi số 2 là những cái nỗi đau đớn và bế tắc về tinh thần khi mà Hộ phải từ bỏ lý tưởng và hoài bão văn chương của mình. Thứ ba là cái ý nghĩa của tấn bi kịch vỡ mộng này. Nên mình trả lời từng câu hỏi một ha. Câu hỏi thứ nhất, nguyên nhân Hộ phải từ bỏ lý tưởng hoài bão văn chương. Mình cùng xem. Nguyên nhân Hộ phải từ bỏ lý tưởng hoài bão văn chương là gì? Nhân vật Hộ trong đời thừa là một bi kịch của người trí thức nghèo, của một người thường.
Họ là nhân vật có hoài bão, có nhiều dự định cho sự nghiệp văn chương, là người có lòng nhân ái. Nhưng vì những lo toan cho cuộc sống nên họ đã dần dần đánh rơi hoài bão và ước mơ của mình. Chính vì lẽ đó, cuộc đời họ rơi vào bi kịch của một người vừa yêu văn chương vừa có tấm lòng yêu thương con người. Cụ thể, kể từ khi họ ghép cuộc đời Từ và cuộc đời hắn, hắn có cả một gia đình phải chăm lo, trách nhiệm càng nặng nề hơn. Bạn chú thích, trách nhiệm của người chồng, người cha. Từ lúc này họ hiểu được giá trị của đồng tiền, thứ mà trước đó họ đã khinh bỉ. Rồi, ý thứ hai, họ không thể để Từ cùng con cái chịu khổ sở. Hiện thực cuộc sống biết bao gánh nặng, nó đã đối lập với những lý tưởng ước mơ bay bổng của họ. Chính họ là người cứu vớt Từ nên họ không thể nào bỏ mặc Từ. Họ càng thương cho đôi vai vất vả của Từ, thương cho đàn con thơ thì càng không muốn trở thành người bất lương. Để có tiền lo cho gia đình, họ bị dồn đến chỗ phải phản bội lý tưởng nghề nghiệp của mình. Rồi bạn đưa ra mũi tên nghệ thuật viện nhân sinh thì thầy trao đổi lại chỗ này một chút xíu, là cái chỗ này nó không liên quan đến cái nghệ thuật viện nhân sinh lắm đâu ha. Tại vì viện nhân sinh là vì đời sống. Vì đời sống thì những tác phẩm ấy vẫn có thể sâu sắc, vẫn có thể có những cái ý nghĩa sâu xa, vẫn cần phải dụng công rất nhiều để sáng tạo, chứ không phải là cứ sáng tác để kiếm tiền là viện nhân sinh. Không phải, viện nhân sinh là vì đời sống con người, là hướng đến những giá trị người. Cho nên ở chỗ này mà mấy đứa kết luận là vì lo cho gia đình cho nên là phản bội lý tưởng nghề nghiệp rồi kiếm tiền, mà mấy đứa nhận xét là nghệ thuật viện nhân sinh, e rằng cái kết luận này hơi vội ha. Thầy e rằng kết luận này hơi vội và mình hiểu chưa chính xác cái quan niệm nghệ thuật viện nhân sinh. Ở đây không có liên quan gì tới viện nhân sinh hết, mà ở đây mình sẽ nhìn nó trên phương diện là họ đã phải dùng những cái sản phẩm tinh thần của mình, những đứa con tinh thần của mình là một công cụ kiếm tiền, và đã phải tự mình từ bỏ những cái giá trị tinh thần cao đẹp để mà vì những lợi ích vật chất thuần túy. Mình hiểu theo cái cách này thì nó chính xác và hợp lý hơn. Rồi, mình xem tiếp. Bạn nói là sống trong cái cảnh chật vật lăn lộn chạy ăn từng bữa, họ đành phải chịu đựng kiếm những đồng tiền rẻ mạt, chà đạp lên chính hoài bão lẽ sống của mình. Anh đã biến lý tưởng văn chương cao cả trở thành cái nghề ba cọc ba đồng dễ dãi. Đây, cái chỗ này là đúng này, là cái ý thầy vừa nói là rất tốt. Mà chính anh trước đây cũng đã từng coi khinh nó. Họ đã từng nhận thức, đúng không? Sự cầu thả trong bất kỳ nghề gì cũng là bất lương rồi. Nhưng sự cầu thả trong văn chương thì thật đê tiện. Vậy mà bây giờ anh là cái người tự mắng mình là bất lương, tự mắng mình là đê tiện như vậy đó. Tấn bi kịch tinh thần trở thành những rằng xé ứa máu trong tâm hồn văn sĩ họ. Họ tự dằn vặt, tự nguyền rủa mình là kẻ khốn nạn, là kẻ đê tiện. Kết luận của các bạn, họ đã biến văn chương thành công cụ kiếm tiền. Họ viết văn cũng vì tiền. Chú thích, tiền bây giờ là tất cả. Và chính vì vậy, họ trở thành người vô ích và thừa thãi trong văn chương. Thầy rất là thích cái kết luận của các bạn. Các bạn đã kết nối với chủ nhan đề của văn bản, đúng không? Đời thừa. Thì trước hết cái đời thừa đó là một cái đời thừa trong văn chương. Khi mà người nghệ sĩ đã không còn có thể thực hiện cái thiên chức cao đẹp của mình, đã không còn có thể kiến tạo những giá trị đúng như cái lý tưởng của mình, mà chỉ còn là thợ viết, chỉ còn là cái kẻ kiếm sống nhờ vào cái việc viết, thì họ chính là cái đời thừa trong văn học. Rồi, cái này là cái đáng lưu ý ha. Ý tưởng này rất hay và các bạn đã sáng tạo, có cái khám phá riêng, rất là tốt. Rồi, mình xem tiếp. Câu hỏi số 2 của chúng ta. Những nỗi đau đớn bế tắc về tinh thần khi mà họ phải từ bỏ lý tưởng hoài bão văn chương, đó là những nỗi đau đớn nào? Bây giờ mình xem các bạn viết ha. Bi kịch tinh thần của nhân vật họ nảy sinh trên những nỗi đau tinh thần. Nỗi đau này xuất phát từ mâu thuẫn giữa khát vọng, quan niệm sống chính đáng cao đẹp của con người và hoàn cảnh thực tế nghiệt ngã, chối bỏ phũ phàng khát vọng quan niệm đó. Họ có tài, có tâm, có lý tưởng đẹp, có hoài bão lớn, nhưng hắn phải gánh trên đôi vai gầy của mình một cái gánh nặng vợ con, những bận rộn, tẹp nhẹp, vô nghĩa lý, nợ nần triền miên, tiền nhà, tiền giặt, tiền thuốc, tiền nước mắm. Nhiều lúc sầm mặt lại trước những lo lắng liên miên về vật chất, hắn mới thấm hiểu giá trị của đồng tiền, hắn mới thấm hiểu nỗi đau khổ của một người chồng khi thấy vợ mình đói rách. Nhận xét, nếu trước kia hắn viết thận trọng chăm chút từng trang văn thì giờ đây hắn phải cho in nhiều cuốn, viết cuốn văn viết vội vàng, phải viết những bài báo để người ta đọc rồi quên ngay sau lúc đọc. Hắn vô cùng xấu hổ mỗi lần đọc lại một cuốn sách hay một đoạn văn ký tên mình. Hắn đỏ mặt lên, cau mày, nghiến răng, vò nát sách và mắng mình như một thằng khốn nạn. Bạn lý giải, với họ, nhà văn không thể làm theo bắt chước người mà phải sáng tạo,
biết đào sâu, biết tìm tòi, khơi những nguồn chưa ai khơi và sáng tạo những cái gì chưa có. Phẩm chất quan trọng và niềm hạnh phúc lớn nhất của một nhà văn là thỏa mãn đam mê và sáng tạo nghệ thuật. Thế nhưng, họ đang đánh mất dần phẩm chất và niềm hạnh phúc tuyệt vời đó. Họ phải viết những trang văn rẻ tiền, nhạt nhẽo để kiếm tiền nuôi vợ con, nên luôn bị dằn vặt, luôn tự mắng chửi mình. Họ có nhiều mơ ước, có lý tưởng hoài bão đẹp, nhưng thực tế cuộc sống khổ cực đã vùi dập, đè nén, phải vật lộn với cuộc sống nghèo túng nên không thể thực hiện được những hoài bão cao đẹp. Đó là bi kịch của một nhà văn, một kẻ sĩ mang mộng đẹp hoài bão lớn, cuối cùng rất tầm thường, toan tính tủn mủn, phải sống như một kẻ vô ích, một người thừa, hoài bão tiêu tan, phải viết một cách vô trách nhiệm. Họ viết rồi lại tự dằn vặt mình. Họ là điển hình cho số phận những người trí thức tiểu tư sản nghèo trên cách mạng. Họ là những con người chân chính, có hoài bão ước mơ, có nhân cách, nhưng xã hội đã đối xử tàn nhẫn với những người trí thức ấy. Nhận xét này hợp lý ha? Rồi, cuối cùng là ý nghĩa tấn bi kịch vỡ mộng. Phần này là phần quan trọng nhất. Khi mà chúng ta quan tâm đến những cái phần phân tích á, thì thầy luôn lưu ý là mình sẽ nhấn mạnh vào ý nghĩa. Vì cái ý nghĩa là cái mà mình khai thác nhiều trong các bài thi học sinh giỏi, và nó nâng cái bài viết mình lên. Ha, bài có sáng hay không, là có nêu được ý nghĩa hay không. Rồi bây giờ mình sẽ xem. Bi kịch vỡ mộng lý tưởng của văn chương của họ là có tính chất xã hội sâu sắc. Vì sao? Vì đó là tấn bi kịch của con người muốn có cuộc sống ý nghĩa, có ý thức nâng cao giá trị đời sống của mình bằng một sự nghiệp lao động nghiêm túc, có ích cho cuộc đời và được cuộc đời chấp nhận, nhưng lại phải sống như một kẻ vô ích, một người thừa. Xoáy sâu vào bi kịch tinh thần này, Nam Cao đã lên án sâu sắc cái hiện thực tàn nhẫn, đặc biệt là cái xã hội mà nhân vật hộ đang sinh sống. Đó là một cái xã hội tồi tàn, là nơi tiêu diệt tài năng, ước mơ và khát vọng. Nó tiêu diệt nhân cách con người, tiêu diệt lòng thương người, sự bác ái, công bằng, vị tha, và cuối cùng nó biến con người ta trở thành những kẻ nhỏ nhen. Thật đau khổ, vì họ biết tại sao mình khổ nhưng không thể thoát ra. À, cái ý này là cái mà thầy gọi là bi kịch tinh thần đó mấy đứa. Biết tại sao mình khổ nhưng không thể thoát ra, nó chính là tình thế bi kịch tinh thần. Và Nam Cao đã giúp họ nói lên tất cả, vạch trần cái xã hội giết chết trí thức đương thời. À, tiếng hát đi từ trái tim lên miệng, đó là cái phần các bạn nói. Rồi, nhóm 3 làm rất tốt phần này ha. Cảm ơn các bạn. Các bạn đã trình bày rất sâu sắc và đủ ý, đủ những cái ý quan trọng cần có để chúng ta thấy được cái tấn bi kịch vỡ mộng của nhân vật hộ. Ở đây á, thầy chỉ muốn nhấn thêm một cái chi tiết nhỏ thôi. Nó rất là thú vị. Đó là gì? Ở trong cái tấn bi kịch vỡ mộng này á, các em sẽ thấy được có một sự tương phản đến đau lòng giữa trước đây và bây giờ. Đó, mình có thể để ý. Ví dụ, trước đây họ khinh những lo lắng tủn mủn về mặt vật chất. Bây giờ, những tẹp nhẹp vô nghĩa lại trở thành một phần lớn thì giờ của hắn. Nếu trước đây họ ôm ấp hoài bão về một tác phẩm vượt qua mọi bờ cõi và giới hạn, thì bây giờ sản phẩm hắn làm ra chỉ là những cuốn văn viết vội vàng, những bài báo để người ta đọc rồi quên ngay sau lúc đọc. Nếu trước đây họ khát khao sáng tạo, khơi những nguồn chưa ai khơi, thì bây giờ hắn đành phải viết những cái vô vị, nhạt phèo, gợi những tình cảm rất nhẹ, rất nông, diễn một vài ý rất thông thường, quấy loãng một thứ văn bằng phẳng và quá ư dễ dãi. Rất rõ ha, cái thực tại đầy cay đắng như là một cái thứ nước rửa ảnh kỳ quái, nó lộn ngược quá khứ. Trước đây tốt đẹp bao nhiêu thì thực tại ê chề đau đớn bấy nhiêu. Và cái đau đớn hơn tất cả là cái thực tại ê chề đau đớn ấy, hộ là cái người đã lựa chọn và phải trả giá. Và đau đớn hơn nữa là chính các bạn cũng đã nhận ra cái điều này. Đó là một tình thế bi kịch tinh thần. Nhận thức sâu sắc nỗi đau, nhận thức sâu sắc hoàn cảnh, nhận thức sâu sắc nguyên nhân, nhưng bất lực không thể tự cứu thoát. Và cứ thế chết chân, đúng không? Trơ trọi và bất lực chịu đựng tất cả những cái vết cứa của số phận, chịu đựng tất cả những cái nỗi đau mà mình không thể thoát ra được. Đó, cho nên là ở cái ý nghĩa tấn bi kịch vỡ mộng này, các bạn chốt được những ý nghĩa rất là hay ha. Mình nên ghi nhận những cái nội dung này. Rồi, cảm ơn hai nhóm, chúng ta đã có một cái phần làm việc rất hiệu quả ha. Một cái phần làm việc và trình bày rất hiệu quả và giúp cho các bạn và thầy đã hình dung được rất là rõ cái ý nghĩa tấn bi kịch vỡ mộng của văn sĩ hộ. Rồi, thế thì bây giờ chúng ta sẽ nghỉ giải lao ha. Và đến tiết sau thì chúng ta sẽ nói về bi kịch phản bội triết lý tình thương.
Rồi mấy đứa, bây giờ mình sẽ quay trở lại với bài học của mình ha. Và cũng như là bi kịch số 1 thôi, bi kịch số 2, bi kịch phản bội trên đế tình thương, nó cũng sẽ có hai cái mảnh đối lập, đối chọi với nhau gay gắt. Một mặt đó là cái triết lý, cái quan niệm về tình thương đầy cao cả của Hộ. Và cái thứ hai là thực tế cuộc sống đã dồn đẩy nhân vật tới chỗ là tự mình phản bội đi cái triết lý tình thương của mình. Thế thì ở mảnh ghép thứ nhất là cái triết lý tình thương cao cả của nhân vật Hộ thì sẽ là nhóm 4 trình bày đúng không? Và chúng ta sẽ có hai câu hỏi trao đổi với nhau. Câu hỏi thứ nhất, triết lý tình thương của nhân vật Hộ thể hiện như thế nào? Và câu hỏi số 2, triết lý tình thương có ý nghĩa gì trong tác phẩm này và nó thể hiện điều gì ở nhân vật? Được xem phần trả lời câu hỏi thứ nhất ha. Câu hỏi thứ nhất, triết lý tình thương được thể hiện như thế nào? Rồi, ý thứ nhất, thể hiện ở chỗ là Hộ đã cưu mang Từ và cuộc đời Từ trong hoàn cảnh khốn cùng đáng thương, chăm lo cho cả bà mẹ già mù lòa của Từ. Câu nói của một nhà triết gia đã khiến Hộ vỡ ra như một lời biện minh, phải biết ác, phải biết sống tàn nhẫn cho mạnh mẽ, nhưng chính Hộ cũng không thể chấp nhận cái lý lẽ đó. Hắn có thể hy sinh tình yêu, thứ tình yêu vị kỷ đi, nhưng hắn không thể bỏ lòng thương. Có thể hắn nhu nhược, hèn nhát, tầm thường, nhưng hắn vẫn còn được là con người. Quan niệm sống cao đẹp của Hộ cũng thể hiện phần nào triết lý tình thương cao cả bên trong anh. Kẻ mạnh không phải là kẻ dẫm lên vai kẻ khác để thỏa mãn lòng ích kỷ. Kẻ mạnh chính là kẻ biết đỡ kẻ khác trên đôi vai mình. Kết luận hợp lý này. Đối với Hộ, tình thương là gốc rễ tâm hồn, là tiêu chuẩn xác định giá trị của con người. Chính xác ha. Đây là tốt, chốt là những ý quan trọng và những dẫn chứng chủ chốt. Rồi, ý nghĩa của triết lý tình thương. Hộ đặt tình thương lên hàng đầu, lẽ sống của anh là tình thương. Nên khi rơi vào bi kịch phải lựa chọn giữa nghệ thuật hay tình thương, Hộ đã quyết định hy sinh nghệ thuật để bảo vệ tình thương, điều mà anh thấy còn cao cả hơn nghệ thuật. Triết lý tình thương một phần khiến Hộ rơi vào bi kịch giằng xé giữa hai con người trong một con người. Vì tình thương trách nhiệm gánh vác gia đình, Hộ phải hy sinh hoài bão lý tưởng để viết vội, viết ẩu. Cuộc đời Hộ chìm trong những bế tắc luẩn quẩn của bi kịch tinh thần mà cho đến kết thúc truyện vẫn chưa chắc sẽ thoát ra được. Triết lý tình thương thể hiện Hộ là người có nhân cách cao đẹp, trọng tình thương nên Hộ đã ghép đời Từ vào cuộc đời mình. Rồi ok, một số cái ý chốt như vậy là được ha. Nhưng sẽ có hai khía cạnh mình chốt đúng không? Thứ nhất, tình thương chính là cái tiêu chuẩn xác nhận tư cách con người ha, là cái tiêu chuẩn phân định giữa con người và con vật, là cái giá trị tối thượng làm nên cái nhân cách cao đẹp của mỗi người bên trong của chúng ta. Đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là, nhưng mà triết lý tình thương ấy nó đặt trong một cái nghịch cảnh cuộc sống đầy những cái điều ngang trái, thì nó chính là một trong những cái yếu tố hay tác nhân để làm nên cái bi kịch tinh thần của con người. Mảnh ghép số 2 là nhóm 5, đó là cái thực tế cuộc sống đã khiến cho Hộ phản bội triết lý tình thương như thế nào. Thì ở đây chúng ta sẽ có 4 câu hỏi cần giải quyết. Câu hỏi thứ nhất, Hộ đã phản bội triết lý tình thương của mình như thế nào? Câu hỏi thứ hai, việc phản bội triết lý tình thương đã mang đến nỗi đau nào cho Hộ và em có suy nghĩ gì về chi tiết giọt nước mắt của nhân vật Hộ? Thứ ba, kết thúc tác phẩm, bi kịch phản bội triết lý tình thương có được hóa giải không và em suy nghĩ gì về điều này? Câu hỏi số 4, bi kịch phản bội triết lý tình thương và bi kịch vỡ mộng, tấn bi kịch nào bi đát đau đớn hơn với Hộ? Vì sao? Rồi bây giờ mình sẽ xem các bạn trả lời từng câu hỏi ha. Đầu tiên là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ nhất, Hộ đã phản bội triết lý tình thương như thế nào? Rồi, Hộ nói thiệt ở chỗ là lần đầu tiên đó, Hộ đã từng nghĩ đến lời nói hùng hồn của một nhà triết học kia, phải biết ác, biết tàn nhẫn để sống cho mạnh mẽ, tìm tới cái lý lẽ này như một cách để mà biện minh cho mình. Vốn đôi lần hắn thoáng nghĩ bỏ mặc vợ con để được rảnh rang viết, để thoát khỏi tình trạng đời thừa. Đó là những cái ban đầu ha. Sự việc nghiêm trọng hơn khi mà có lần say rượu, hắn đã đánh Từ, đòi vật một nhát cho chết cả mấy mẹ con Từ. Hộ dốc sạch tiền nhuận bút vào quán rượu, say rượu đánh đuổi vợ con ra khỏi nhà giữa đêm khuya. Tình cảnh giằng xé phẫn uất chất chứa trong Hộ khi phản bội triết lý tình thương do mình đặt ra. Rồi, chính xác ha. Câu hỏi số 2.
Người phản bội ấy đã mang đến nỗi đau nào cho Hộ và em suy nghĩ gì về chi tiết giọt nước mắt của nhân vật Hộ? Nỗi đau của Hộ khi phản bội trên lý tình thương. Bi kịch phản bội đi trên lý tình thương làm Hộ đau đớn khôn cùng. Nếu như từ bỏ văn chương chỉ mới là phải từ bỏ hoài bão ước mơ, không được tự do theo đuổi đam mê nhưng vẫn còn được an ủi vì mất đi sự nghiệp thì vẫn còn tình thương, thì bi kịch phản bội trên lý tình thương lại khác. Mất đi nó khó mà tìm lại được. Đây cũng là sự chối bỏ trách nhiệm khi chính mình sinh ra những đứa con mà cuối cùng lại không nuôi dưỡng đàng hoàng. Hộ đã đánh mất chỗ dựa về lẽ sống và chao đảo trên bờ vực của sự tha hóa. Cuối cùng, làm cuộc đời Hộ lâm vào bế tắc và vòng luẩn quẩn. Để bảo vệ triết lý tình thương, Hộ phải hy sinh nghệ thuật. Nhưng rồi hy sinh nghệ thuật, Hộ lại vi phạm triết lý tình thương. Đây là vòng lặp hủy hoại các giá trị sống. Nó giày vò không lối thoát, nó đầy đọa linh hồn và nhân cách của văn sĩ Hộ. Cái ý về vòng luẩn quẩn rất là hay ha. Giọt nước mắt của Hộ. Nước mắt hắn bật ra như một quả chanh mà người ta bóp mạnh và hắn khóc. Ôi chao, hắn khóc. Hắn khóc nức nở, khóc như thể không ra tiếng khóc. Ý nghĩa các bạn rút ra. Tiếng khóc đã được dồn nén từ rất lâu, thể hiện được sự đau khổ đến tột cùng. Thể hiện sự hối hận của Hộ đối với từ nỗi xót xa cho bản thân Hộ. Giọt nước mắt ấy đã thanh lọc cho tâm hồn của Hộ, giúp anh đứng vững trên bờ vực của sự tha hóa. Giọt nước mắt của Hộ chính là sự giằng xé chảy máu của một tâm hồn trung thực khát khao hướng thiện, được hả? Rồi, ý các ý rất là hay, thì không có gì bổ sung thêm. Câu hỏi số 3. Kết thúc tác phẩm bi kịch phản bội triết lý tình thương có được hóa giải không? Em suy nghĩ gì về điều này? Rồi mình xem câu hỏi số 3 của các bạn. Rồi, bạn trả lời là kết thúc tác phẩm thì bi kịch phản bội triết lý tình thương đã được hóa giải. Nhưng dư âm của nó thật khủng khiếp, để lại một nỗi day dứt sẽ mãi âm ỉ trong lòng Hộ. Rồi bây giờ mình nói thêm cái chỗ này ha, một chút xíu. Các em có thực sự nghĩ rằng là bi kịch này sẽ được hóa giải không? Hóa giải tức là nó sẽ không còn xảy ra nữa, nó sẽ vượt, nhưng mà sẽ vượt thoát ra khỏi cái vũng lầy này, sẽ thoát ra khỏi cái màng nhện của những tấn bi kịch này và tìm được cho mình một cái giải pháp để mà được hạnh phúc, được sống chính đáng đàng hoàng với giá trị làm người của mình, với cái ước mơ lý tưởng của mình, liệu có không? Nếu mình đọc nhanh á, đọc vội á, thì chúng ta sẽ thấy rằng là mở đầu tác phẩm, kết thúc tác phẩm này á, giọt nước mắt dường như đã hóa giải, đúng không? Nhân vật lại nhận ra, lại hối hận, lại khóc, lại thương, nhưng tác phẩm kết thúc ở đó. Và mình thử tưởng tượng ngày mai tới chuyện gì xảy ra. Liệu ngày mai tới Hộ có thoát được khỏi vũng lầy này để sáng tạo văn chương và đạt được hoài bão của mình không? Hay ngày mai tới lại là một chuỗi những vòng lặp? Hay ngày mai tới đây rồi lại đầy những nỗi đau giằng xé khác? Con thì vẫn cần phải nuôi, cơm áo gạo tiền thì vẫn ghì sát đất và giấc mộng văn chương vẫn tan tành rỉ máu. Thế thì nhân vật Hộ có thoát được không? Thầy nghĩ là khó. Và rồi ngày mai đây, rồi đây, Hộ cũng lại sớm thôi tràn vào những cơn say để quên đi nỗi đau phận mình và lại gây ra nỗi đau cho Từ, để rồi khi tỉnh dậy lại dằn vặt mắng mình. Và cứ như thế, nếu như lúc trước trong bi kịch vỡ mộng Hộ là người thừa, đời thừa trong sự nghiệp văn chương, thì bây giờ trong bi kịch phản bội triết lý tình thương Hộ là đời thừa, người thừa trong chính sự hiện hữu của mình, trong chính cõi đời này đó, những kiếp đời manh mún, đúng không? Những kiếp đời đánh mất ý nghĩa hiện sinh, đánh mất giá trị sự tồn tại của mình, rất là đáng thương đó. Chỗ này thì chỉ muốn trao đổi một chút xíu với các bạn như vậy thôi. Câu hỏi số 4. Giữa bi kịch phản bội triết lý tình thương và bi kịch vỡ mộng, tấn bi kịch nào bi đát đau đớn hơn? Vì sao? Rồi, mình xem các bạn. Nhưng mà ở phần trên này các bạn có trả lời nè. Đây nè. Bi kịch phản bội triết lý tình thương là bi kịch khủng khiếp nhất. Vì sao? Thứ nhất, bi kịch vỡ mộng á, khi mà nó xảy ra thì Hộ vẫn có thể trả lời là vì tôi hy sinh cho một cái mục đích cao đẹp hơn là tình thương nên tôi phải từ bỏ giấc mộng của mình. Và cái việc từ bỏ giấc mộng này nó chỉ là tạm thời thôi. Và biết đâu một ngày nào đó tôi sẽ lại quay trở về giấc mộng đó. Như vậy thì ở cái bi kịch vỡ mộng á, Hộ có một sự biện minh, đúng không? Đó là một lý tưởng cao đẹp hơn là tình thương. Cái thứ hai là Hộ dường như vẫn còn niềm hy vọng.
Nhưng ở bi kịch phản bội chết lấy tình thương thì khác. Tình thương mất đi rồi, bị chà đạp rồi thì dường như rất khó lấy lại. Những vết thương đã gây ra rồi thì không bao giờ có thể lành sẹo như chưa từng xảy ra. Và quan trọng nhất là cái bi kịch phản bội chết lấy tình thương này, Hộ không thể đổ lỗi cho bất kỳ ai ngoài chính mình. Hộ cũng chẳng có gì để mà biện minh hết. Đó là cái phương diện thứ nhất. Cái phương diện thứ hai, nếu như bi kịch vỡ mộng nó chỉ là một phương diện trong cuộc đời Hộ thôi, một cái lý tưởng cao đẹp mà Hộ theo đuổi thôi, thì bi kịch phản bội chia ly tình thương nó đã phủ định đi toàn bộ các giá trị hiện hữu của Hộ. Nếu như bi kịch vỡ mộng Hộ chỉ là người thừa trong văn chương, ít nhất anh còn được là một con người trong đời sống, thì bi kịch phản bội chia ly tình thương Hộ cũng không còn sống như một con người đường hoàng chân chính nữa, mà sống như một kiếp đời thừa, một kiếp sống mòn, một kiếp chết mòn. Ở trong chủ nghĩa hiện sinh á, người ta nói rằng là con người bị kết án phải tự do, có nghĩa là thông qua cái sự lựa chọn của anh, thông qua cái hành động của anh kiến tạo ý nghĩa cho cuộc đời của mình, và anh phải chịu trách nhiệm cho tất cả những điều đó. Anh phải chịu trách nhiệm cho những việc anh quyết định làm và cả những việc anh quyết định không làm. Con người chỉ có thể là sản phẩm của chính mình, không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh, không thể đổ lỗi cho ai khác, và không thể biện minh dù là một cái lý do cao đẹp nào. Vậy thì rõ ràng ở trong cái bi kịch phản bội chia ly tình thương, Hộ đã tới tận cùng đáy của nỗi đau, đúng không? Sinh ra là người, thậm chí là một con người cao đẹp, có những lý tưởng và giấc mơ cao đẹp, nhưng rồi cuối cùng chính mình đã tước bỏ đi cái tư cách làm người đó của mình thông qua một chuỗi những cái vòng lặp không lối thoát. Tất nhiên ở đây mình phải nhìn tới phương diện là hoàn cảnh điển hình và nhân vật điển hình để thấy được rằng cái hoàn cảnh ấy đã xô đẩy nhân vật để nhân vật dường như không còn lựa chọn một lối thoát nào khác. Nhưng nhìn ở khía cạnh khác, ở góc nhìn hiện sinh, thì nhân vật đã lựa chọn. Thật sự đã lựa chọn. Đúng không? Ở cái con đường mà từ gặp các cái bạn say nghe một câu chuyện rồi mang cái tiền đó để mà đi uống rượu, đâu ai lựa chọn thay cho Hộ đâu. Hộ đã lựa chọn đấy chứ. Và mặc dù lựa chọn ấy là trong cơn đau đớn, đúng không? Trong cái sự dày vò dằn vặt, trong cái nỗi đau vô cùng, nhưng anh ta đã lựa chọn. Và vì anh ta đã lựa chọn, cho nên anh ta phải chịu trách nhiệm với những lựa chọn đó. Ở đây mình phân định rất rõ ha, có những cái vấn đề trong đời sống đó, giữa việc nó có thể hiểu được và việc nó có thể chấp nhận được là hai chuyện khác nhau. Ở đây, tất cả những hành động quẩn quanh đau đớn, dày vò lẫn nhau của Hộ với từ có thể hiểu được, đúng không? Hoàn toàn hiểu được, có trong một cái tấm tinh thần vô cùng đau đớn. Nhưng để mà thông cảm được hay chấp nhận được thì đó là một câu chuyện khác. Ngay đến chính Hộ khi mà tỉnh ra, sực tỉnh, nhìn lại cũng không thể chấp nhận được mình và đau đớn ân hận vô cùng. Nhưng cái vấn đề là gì? Là ngày mai chuyện gì xảy ra? Có thoát được không? Và mình nhận ra rằng là khó thoát lắm. Nó là một cái vòng lặp. Và cái ám ảnh nhất trong tác phẩm này, nó không chỉ là cái dày vỏ đầy nặng nề trong cái tâm lý nhân vật, không chỉ là câu chuyện đầy ám ảnh về những kiếp người hư vô hóa, mất đi cái giá trị hiện sinh cao đẹp của mình, mà nó còn là câu chuyện về những vòng lặp đầy ám ảnh bám lấy con người, bào mòn giá trị làm người, để những phận người mòn đi gì đi những cái giá trị con người, vụt tắt đi, tàn lụi dần đi. Và tất cả điều đó nó làm nên một cái tác phẩm rất đặc sắc, đúng không? Có tính chất luận đề. Thế thì tất cả các điều này thì chúng ta đã chốt xong hai cái tấn bi kịch của nhân vật Hộ. Cảm ơn các bạn, chúng ta đã làm việc nhóm rất là tốt và hiệu quả.